Thưa quý vị, BP đang kiện chính phủ Mỹ về việc công ty này bị cấm tham gia các hợp đồng liên bang sau vụ nổ giàn khoan dầu ở vịnh Mexico hồi năm 2010. Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ đã cấm BP tìm kiếm các hợp đồng liên bang vì cho rằng công ty này thiếu trách nhiệm kinh doanh gây nên thảm họa nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon ở vịnh Mexico hồi năm 2010. Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon của BP tại vịnh Mexico năm 2010 đã khiến 11 người thiệt mạng, làm 4,9 triệu thùng dầu tràn ra biển, gây ô nhiễm các bãi biển thuộc 5 bang duyên hải bờ đông nước Mỹ, trong đó có bang Louisiana và Mississippi phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. BP cho rằng lệnh cấm này là vô lý vì 21 chi nhánh của hãng này không liên quan đến vụ nổ. BP là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất của Mỹ. Lệnh cấm này không ảnh hưởng đến những hợp đồng hiện BP đang có, nhưng sẽ ngăn hãng này có được những hợp đồng mới. BP cũng đang phải đối mặt với những vụ kiện bồi thường cho các ngành kinh doanh bị ảnh hưởng bởi vụ tràn dầu. Hãng này cho rằng các khoản bồi thường đã bị đội lên hàng triệu đô la Mỹ. Tháng trước, tòa án Mỹ đã bác đơn yêu cầu của BP để tạm hoãn chi trả các khoản bồi thường liên quan đến vụ tràn dầu nói trên.